Mến chào các bạn, rất hân hạnh chào đón các bạn đến với chương trình giảng trực tuyến trên kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi tiếp tục loạt bài giảng ngắn về R và các cái công cụ mà liên quan giúp cho chúng ta phân tích dữ liệu và làm nghiên cứu tốt hơn. Tôi sẽ dành ra khoảng chừng 1 giờ để giới thiệu đến các bạn một cái chương trình rất là quan trọng trong R, nó có tên là ggplot2. ggplot2. Thật ra mà nói thì tôi đã từng giới thiệu với các bạn chương trình này trước đây rồi, nhưng mà các cái bài giảng trước đó thì tôi dùng PowerPoint slide rồi kèm theo những cái lệnh hoặc là những cái hàm cụ thể. Lần này thì tôi đổi cái cách giới thiệu, tôi sẽ không dùng PowerPoint slide mà dùng một cái dữ liệu cụ thể, dữ liệu cụ thể và thực hành trên RStudio. Như các bạn thấy đây là cái màn hình của RStudio, cái giao diện của RStudio. Và hy vọng rằng á, cái cách mà giới thiệu như thế này á, thì sẽ có tác động tốt hơn tác động tốt hơn là dùng PowerPoint. Đương nhiên là mình không thể nào bỏ PowerPoint được đâu. Trong tương lai thì mình vẫn phải sử dụng nó cho một số các cái mục tiêu khác. Nhưng mà đây là lần thử nghiệm mà tôi không dùng PowerPoint. Để xem các bạn thấy nó ok không? Nếu mà ok thì chúng ta tiếp tục làm. Ok, thì đây là cái giao diện của RStudio. Như cái bài giảng trước mà tôi có nói đó, là các bạn muốn mà sử dụng R thì trước hết các bạn phải tải cái phần mềm R về máy tính của mình, cài đặt nó xong, rồi tải cái RStudio về, rồi cài đặt nó. Thì các bạn không sử dụng R mà chỉ sử dụng RStudio. Bởi vì RStudio là nó kiểu như là một cái phần mềm mà nó nằm trên bề mặt của A vậy đó. Nó giúp cho chúng ta quản lý các cái dữ liệu rồi các cái mà projects, các cái dự án mà phân tích nó tốt hơn thôi. Thì việc đầu tiên á, là nếu mà các bạn muốn sử dụng cùng với tôi á, thì các bạn download cái dữ liệu về. Tôi sẽ zoom cái này để cho các bạn thấy ha. Tôi zoom cái này. Ok. Đầu tiên á, là các bạn download đầu tiên là các bạn tôi gõ cái nốt đấy. Download như này vì cái font tiếng Việt thì nên phải sửa sang font tiếng Anh, font tiếng Việt thì nó tồi tệ lắm. Ok, các bạn download cái file nó có tên là osteodata.csv from từ cái trang GitHub, trang GitHub ha, GitHub từ trang này chứ. Để coi https rồi github phải không, rồi .com, rồi cái là cái tài khoản cho tôi là Tuấn, rồi Vi, rồi Nguyễn đó. Rồi cái dưới cái folder nó có cái tên là regression hyphen cái book. Thì dưới dưới cái folder đó các bạn sẽ thấy một cái file nó tên là osteodata ở đây. Để tôi chuyển sang cái screen cho các bạn thấy. Ok, để tôi chuyển sang screen này ha. Đây là GitHub. Đấy, thì các bạn thấy cái địa chỉ nó đó gì. Thì đây, cái file đó nó nằm ở đây. Nằm osteodata, các bạn có thể download về và sử dụng. Vì cái file này là cái file mà tôi sử dụng trong cái cuốn sách mà hội quy của tôi xuất bản ở Việt Nam đó. Ok, vậy đầu tiên là các bạn về cái đó, download cái file đó về. Bây giờ là chúng ta sẽ đọc cái file đó vào cái vào cái môi trường A. Bởi vì cái file đó tôi đã download về cái máy tính rồi, thành ra là tôi cái công việc đầu tiên đó, là tôi phải dùng cái hàm gọi là file true đó các bạn, để mà tôi tìm cái file nó nằm ở đâu. Thì tôi biết là nó nằm trong cái để
Để coi nó nằm trong cái books and website, nó nằm cái book gọi là Regression Analysis. Ở dưới này thì nó có cái bản thảo của phần dataset, thì bạn dataset for book gì đó. Thì đây các bạn thấy nó là Osteo Data, thì cái Osteo Data này nó giống y chang như cái trên GitHub thôi. Thì khi mà tôi đã báo cho R biết á, là cái đường link của tôi là đến đây nè. Đấy, thành ra bây giờ tôi chỉ cần đọc nó vô thôi, tôi sẽ đọc cái file này vô. Bởi vì cái file này nó được lưu trữ dưới dạng là CSV, thành ra tôi sẽ dùng cái hàm gọi là read.csv, địa chỉ của nó là thi, thi là cái đường link này nè các bạn. Đó, hay là các bạn cũng có thể copy nguyên cái đường link này đây, đưa vô đây cũng vậy, thì cái kết quả nó cũng y chang nhau thôi. Đó, thì các bạn thấy. Nhưng đầu tiên là có lẽ là các bạn muốn tò mò thử coi cái dữ liệu này là nó có gì trong đó. Thành ra là mình head nó, head OS, thì nó sẽ liệt kê như chúng ta biết là 6 dòng đầu của cái dữ liệu, 6 dòng đầu của dữ liệu đây. Thì bây giờ là mình có dữ liệu rồi, thì vấn đề được đặt ra là bây giờ mình phải làm gì với nó. Nhưng mà để mà trước khi mà dùng ggplot2 á, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ phân nhóm cái biến BMI này á, thành một cái biến mới, mình tạm gọi nó là BMIG đi. Thành ra tôi sẽ tạo ra một cái biến mới gọi là BMIG, tức là group á, tức là nhóm á. Chúng ta biết rằng á, là theo Tổ chức Y tế Thế giới á, người ta phân loại á, là bất cứ ai mà có cái BMI mà thấp hơn 18.5 á, thì nó gọi là underweight, tức là thiếu cân đó các bạn. Còn ai mà từ 18.5 trở lên, và BMI mà dưới 25.0 thì đây là những người nó được coi là ngõ mô, tức là bình thường. Ngõ mô bình thường. Rồi những người nào mà trên hoặc là bằng 25.0 và nhỏ hơn 30 á, thì những người này nó được gọi là over, viết khoa đây, overweight, tức là thừa cân hay là quá cân. Còn những người nào mà từ 30 mà trở lên á, thì bỏ qua cái này đi, thì nó gọi là béo phì, obese. Đây, như vậy thì các bạn sẽ thấy là bây giờ chúng ta có một cái biến mới, phải không? Cái biến mới nó gọi là BMIG, nằm trong cái data frame là OS. Đây các bạn thấy không? Những người nào mà gọi là 18, 18.5, vì cái này cái người này là 18.5, thành ra vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu mà 18.4 thì không phải là bình thường nữa. Nói tóm lại, đó là cái cách mà các bạn có một cái biến số mới, mình tạo ra một cái biến số mới bằng cách là mình recode, mình mã hóa lại cái dữ liệu. Bây giờ chúng ta thử coi là có bao nhiêu người trong trong nhóm này, tức là BMIG đó, mình dùng cái lệnh là BMIG thì nó cho chúng ta biết rằng có 201 người là bình thường, 13 người là béo phì, 71 người là quá cân, 15 người là thiếu cân. Nhưng mà các bạn chú ý cho là cái cách mà R mà nó liệt kê á, cái biến số này á, là nó liệt kê theo gì? ABCD, normal, obese, overweight and weight, được không? Nhưng mà cái đó nó cái mà chúng ta không có muốn. Chúng ta nó muốn liệt kê theo cái thứ tự này nè, tức là từ underweight, normal, overweight với obese. Thành ra bây giờ mình có cách là mình làm cho nó thứ tự lại. Thì tôi cũng dùng cái tôi vẫn quay lại cái biến đó, nhưng mà tôi dùng cái hàm nó gọi là factor đó các bạn. Factor cái gì? Factor từ cái biến là BMIG, BMIG và cái level, level là C, là mình cho nó cái thứ tự. Thì thứ tự chúng ta biết đó, là cái nhóm mà thấp nhất đó, nó gọi là underweight. Cái nhóm kế tới đó, là chúng ta biết là normal. Nếu mà các bạn làm biến á, thì mình cứ copy cái này cũng được. Copy cái này lên đây. Overweight và obese. Đó, phải không? Đấy. Thì cái hiệu quả
của cái lĩnh này á, của cái hàm này á, là nó sắp xếp theo thứ tự như này cho mình, chứ không phải theo thứ tự theo kiểu mà mặc định trong error. Thì để cho các bạn thấy á, là tôi quay lại cái hàm gọi là OS, à, cái hàm mà table đó. Đây thì các bạn thấy bây giờ nó đúng theo thứ tự của mình rồi phải không? Ok, là coi như là chúng ta đã có một cái dữ liệu mà sẵn sàng để mà chúng ta phân tích rồi. Đấy. Thành ra là bây giờ bước kế tiếp bây giờ là mình muốn dùng ggplot2, ggplot2 để mà vẽ một số các cái biểu đồ mà mình quan tâm. Thì việc đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ gọi cái package đó ra là ggplot2. Nhưng mà tôi cũng muốn gọi thêm một cái package rất là quan trọng, nó gọi là tidyverse, mà có lẽ là trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng nó nhiều đó các bạn. Có thể là tôi thêm cái gg themes nữa. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao mà chúng ta cần cái gg themes. Thì đại khái rằng là chúng ta cần ba cái package này, là chúng ta có thể sử dụng cái sẽ phân tích được cái, sẽ phân tích cái dữ liệu mà OS. Thì như tôi nói trong cái phần giới thiệu của cái bài giảng này á, là chúng ta chỉ dùng ggplot2 để mà vẽ các cái biểu đồ. Thì cái mô hình của ggplot2 đó các bạn là nó dựa vào cái phân tầng, các phân tầng. Nói cách khác là một cái biểu đồ của ggplot2 thôi đọc tiếng Anh nha. Một cái biểu đồ của ggplot2 là nó có nhiều cái tầng mà tiếng Anh nó gọi là layer đó các bạn. Tôi sẽ ghi chú ở đây. Tức là ggplot2 is consisted of multiple layer. Đó là phân tầng đó. Ví dụ như là layer số 1 á, là mình sẽ nói về cái data data frame và cái tên biến số mà chúng ta cần phải cần dùng nó trong cái việc mà vẽ cái biểu đồ. Cái layer thứ hai á, là mình phải báo cho nó biết là cái đối tượng hình học geometrics objects. Thì cái này á, là có thể là bar chart, có thể là bar plot, có thể là box plot, có thể là histogram, có thể là point, tức là scatter plot, vân vân vậy vân vân. Nói chung là rất là nhiều. Cái layer thứ ba là bắt đầu là nó gọi là aesthetics, tức là cái yếu tố, những cái mà tham số mà nó liên quan đến cái hình dạng của cái biểu đồ, tức là cái thẩm mỹ đó. Nó nói là thẩm mỹ á. Cái này thì bao gồm là nào là color, rồi levels, rồi legends, tức là mấy nhãn rồi đó, rồi x, rồi x axis, rồi y axis, vân vân. Nói chung là nó cho phép các bạn kiểm soát cái hình dạng của cái biểu đồ mà mình muốn. Thành ra là chỉ nói ngắn gọn vậy cho các bạn thôi. Bây giờ là tôi sẽ clear cái màn ảnh này cho các bạn để cho nó sạch một chút, rồi mình bắt đầu từ trên này. Thì cái này thì bây giờ đầu tiên á, là mình sẽ vẽ một cái histogram, và tôi muốn vẽ cái histogram của cái biến số nó gọi là PCFET các bạn. Thì tôi sẽ quay lại cái OS mà tôi display ba dòng thôi. Thì tôi muốn vẽ cái histogram của cái biến số này. Thì để coi mình có bao nhiêu người trong cái data frame này. Thì ở đây là chúng ta, à đúng rồi, cái data frame này, cái dataset này á, là nó bao gồm dữ liệu của 300 người, 300 người phụ nữ Việt Nam mình. Và để tôi mô tả các bạn một chút xíu về cái nghiên cứu này. Đây là một trong những nghiên cứu mà tôi rất là tâm đắc ở Việt Nam đó nha.
Nghiên cứu thì nó lớn lắm, tới 4.000 mấy người rồi, nhưng mà ở đây tôi chỉ trích ra khoảng chừng 300 người để cho các bạn thực hành cho vui thôi. Đây là cái ID, tức là cái mã số của cái cá nhân, bởi vì đây nghiên cứu cộng đồng, thành ra là chúng tôi không có muốn đưa tên của danh tánh của mấy người tình nguyện viên lên đây làm cái gì. Đây là cái miếng lean mass, tức là cái lượng cơ đó, tức là lượng nạc, nói cụ thể là lượng nạc trong cơ thể mình. Ví dụ người này là có 20 gần 28 kg cơ, lượng cơ. Fat mass là cái lượng mỡ, tức là người này có khoảng chừng 10, phụ nữ này có, tất cả là phụ nữ, người này là có khoảng chừng 16.5 kg mỡ. Và cái tỷ trọng mỡ tức là chiếm 37%, 37% cái trọng lượng của chị này là mỡ rất là nhiều. Chị này là 76 tuổi, chiều cao là 156 cm. Cân nặng của chị là chỉ có 45 kg thôi, 45 kg thôi. BMI là lấy chiều lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương, thì chiều cao bình phương là tính bằng mét vuông đó, là 18.5. Cái này là một cái biếng nó gọi là OSTA, là cái biếng mà chỉ ra là chị này có nguy cơ loãng xương cao hay thấp. Cái số này nó càng cao á, tức là cái nguy cơ loãng xương càng cao, còn cái số âm hoặc là cái số mà thấp, ví dụ như 0.9 này á, có nghĩa là chị ấy có nguy cơ loãng xương thấp. Còn đây là cái biến số osteo, là nó có ba biến số, ba giá trị. Số 2 này á, là tương đương với osteoporosis, tức là loãng xương đó. Số 1 này á, là tương đương với mà thiếu xương, tiếng Anh nó gọi là osteopenia. Và số 0 là sẽ là bình thường, tức là không có bị gì cả. Như vậy thì các bạn thấy cái biến osteo này á, là một biến numeric, tức là biến số. Còn cái biến mà osteo chấm group này á, nó là một biến factor, bởi vì như các bạn thấy cái giá trị của nó là cái chữ, nhưng hai biến này thật ra nó y chang nhau. Một cái là mình thể hiện bằng con số, một cái là mình thể hiện bằng bằng chữ. Cái BMIG này như các bạn thấy hồi nãy là mình cũng chỉ mã hóa từ BMI thôi, tức là thay vì nó là biến liên tục, bây giờ mình mã hóa nó thành bốn nhóm là thiếu cân, rồi bình thường, rồi thừa cân, rồi rồi béo phì. Đấy, thì thành ra BMIG cũng là một biến thuộc loại factor. Bây giờ để mà vẽ cái biểu đồ histogram đó các bạn, thì chúng ta tiến hành từng cái layer một. Thì cái hàm chính mà chúng ta sử dụng đó, nó gọi là ggplot, trong cái ggplot tool. Các bạn mở ngoặc ra, đầu tiên các bạn phải khai báo cái tên của dữ liệu mà mình muốn phân tích là gì. Tên dữ liệu là OS, như các bạn biết. Cái công việc thứ hai á, là mình phải khai báo á, là cái biến số mà mình muốn vẽ là cái gì. Thì khai báo là trong cái hàm nó gọi là aesthetics, tức là AES. Thì ví dụ như cái hàm mà mình muốn vẽ là PC phép, thì mình để vô là PC phép. Đấy, các bạn thấy không? Thì cái này là một cái layer đầu tiên, tức là mình khai báo cho R biết, hay là ggplot2 trong trường hợp này biết là cái dữ liệu mà tôi muốn vẽ là nó đến từ OS, và cái biến số trong cái dữ liệu mà tôi muốn vẽ nó gọi là PC phép. Thì cái đó là cái đầu tiên. Bây giờ đến cái layer thứ hai là mình phải cộng nó một cái. Là layer thứ hai các bạn nhớ cho là mình phải nói cho ggplot2 là mình muốn vẽ theo cái đối tượng gì. Thì trong trường hợp này chúng ta đã có ý định là vẽ bằng histogram, thành ra là geom, chiều âm đó. Thì ở dưới này các bạn thấy nó có histogram này, nhưng mà tôi biết rằng là tôi cứ gõ ra cho nó dễ. Thì nếu mà các bạn gõ một cái lệnh như vậy á, một cái hàm như vậy á, thì nó sẽ cho chúng ta một cái biểu đồ phân bố cái giá trị của PC phép. Thì bây giờ nếu mà tôi gõ gì thì các bạn sẽ thấy đây. Thì cái này chút. Thì các bạn thấy như vậy, thì đây là cái x-axis, là cái x-axis này, cái x-axis là PC phép, tức là cái trục hoành đó là PC phép, là giá trị. Là có những người là có chỉ có khoảng chừng 20% tỷ trọng mỡ, nhưng mà cũng có những người rất là nhiều mỡ ví dụ là trên 50%. Count ở đây là cái số lượng đối tượng. Chúng ta biết rằng tổng số là mình có 300 người, thì ví dụ như những người mà có 20
phần trăm mở chỉ có một người đây thôi, nhưng mà đa số là nằm trong khoảng này, tức là khoảng chừng 40% hay là bốn mấy phần trăm vậy đó, khoảng 42% vậy đó, đa số là vậy. Đấy, nhưng mà cái biểu đồ này mình phải công nhận là nó không có đẹp đâu nè, bây giờ nó màu đen rồi nó coi rất là chán. Thành ra bây giờ là mình các bạn dùng cái arrow key đó, tức là cái phím mà có cái hình mà arrow đó, cái mũi tên đó, mũi tên lên trên là mình sẽ mình sẽ tìm được cái lệnh trước của mình. Rồi bây giờ mình có thể làm cho cái biểu đồ nó đẹp hơn. Đầu tiên á, là tôi sẽ nói rằng cái fill, cái màu á, mình sẽ cho cái màu fill bây giờ nó là màu đen. Bây giờ mình muốn cho cái màu xanh đi thì các bạn sẽ dùng cái option á, là fill là bằng blue, nhưng mà mình phải cho cái quotation mark. Còn cái màu của nó là mình sẽ nói là white, tức là cái màu white, tức là cái màu mà border, cái màu mà biên giới giữa các cái thanh này á, thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái nó sẽ cho ra biểu đồ nó dễ nhìn hơn. Đây thì bây giờ các bạn thấy không, cái màu trắng là cái màu border, còn cái màu xanh là đây là những cái màu mà nó fill up. Nhưng mà các bạn muốn vẽ một cái đường mà biểu diễn kiểu như là cái đường mà density, đường mà biểu diễn xác suất xung quanh á, thành ra có lẽ là chúng ta cũng thêm một cái layer nữa. Thì bây giờ mình quay ngược lại lên như này, cái bây giờ mình thêm một cái layer nữa là mình nói là geom là density à, geom là density ok vậy. Nhưng mà ở đây á, bây giờ mình cái hiện nay á, thì cái trục tung này á, là nó thể hiện bằng cái số lượng mà đối tượng, tức là số lượng phụ nữ, nhưng mà để mà vẽ cái đường density thì nó phải là xác suất mới được, chứ cái kiểu này là không có được, phải không? Thành ra là bây giờ á, là mình quay lại cái geom histogram này, mình thêm một cái lệnh, một cái option khác, mình đưa vô iOS đây ha, là y là bằng 2 chấm đen sĩ tỷ 2 chấm. Đây. Rồi cái mình phẩy một cái, bởi vì giữa các cái option trong đó mình phải phẩy một cái để coi mình mở đây một cái dấu ngoặc, hai dấu ngoặc, mình đóng một dấu ngoặc, đóng hai dấu ngoặc, ok đủ rồi. Như vậy thì các bạn thấy rằng nó sẽ vẽ ra cho mình một cái đường đường biểu diễn đây nè, cái đường density, đường xác suất đây nè. Thì bây giờ các bạn thấy cái trục tung mình của mình bây giờ nó là density, tức là nó xác suất chứ nó không phải là cái số lượng đối tượng nữa. Nhưng mà cái đường màu đen thì nó cũng chán, thành ra tôi quay lại ở đây là tôi sẽ nói cho nó biết là color là red đi. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ cho mình cái đường biểu diễn là bằng màu đỏ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta cũng chưa có hài lòng mấy, là bởi vì cái trục tung và cái trục hoành này là nó dùng cái tên của cái biến số hoặc là cái mặc định từ R, thì nó mình phải cho nó cái nhãn làm sao cho nó dễ đọc một chút các bạn. Thành ra bây giờ mình sẽ thêm một cái layer nữa, là bây giờ cái layer nó gọi là led các bạn, led tức là viết tắt cái chữ label. Led thì x là mình phải nói nó x là cái gì, mình nói rằng x là percent body fat, các bạn có thể gõ tiếng Việt trong này cũng được đó. Y là probability là xác suất, nhưng mà các bạn cũng có thể cho nó cái title, thành ra là title là mình cho nó là mình nói là distribution of percent body fat in 300 women. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cho chúng ta cái tựa đề, cái title đó. Còn cái trục tung bây giờ là thay vì nó là density, bây giờ nó là probability, thì cái percent body fat là bây giờ nó dễ nhìn hơn rồi phải không nào. Như vậy thì chúng ta có một cái biểu đồ tương đối là dễ nhìn. Nhưng mà giả dụ như là các bạn nhưng mà bởi vì cái biểu đồ này á là nó phản ảnh cái phân bố của tỷ trọng mỡ trên 300 người. Nhưng mà giả dụ các bạn muốn làm một cách khác nữa là mình muốn so sánh cái phân bố này
giữa ba nhóm người, mà theo cái biến số gọi là bốn nhóm người chứ, theo biến số gọi là BMIG này á, ra làm sao? Hay là các bạn cũng có thể dùng cái Oslo Group này cũng được, dùng Oslo Group thử coi là cái tỷ trọng mở, cái phân bố cái tỷ trọng mở này nó có khác biệt giữa ba cái nhóm mà loãng xương hay không. Thì cái cách làm như vậy á, thì các bạn sẽ quay lại cái biểu đồ này. Bây giờ tôi sẽ gõ một cái lệnh từ đầu để cho các bạn thấy. Tôi sẽ nói là ggplot data là bằng os. Bây giờ tôi sẽ nói cái biến x của tôi á là pcfat, và bây giờ tôi thêm một cái option khác trong cái này á, là tôi sẽ nói là fill á là bằng osteo group. Osteo group như các bạn thấy nó là tên của một cái biến số trong cái OS này nè. Fill fill á là mình fill bằng cái đó. Nhưng mà mình cũng tô màu bằng cái đó luôn. Tô màu bằng osteo group. Đấy. Rồi tôi sẽ nói rằng đó là geom là density, thì các bạn thấy là nó sẽ vẽ cái phân bố của tỷ trọng mở cho ba nhóm. Cái chữ fill dưới này là có nghĩa là mình vẽ cho ba nhóm khác nhau. Thì bây giờ mình gõ nó cái sẽ nói rằng sao đây, nó sẽ ra kiểu như vậy. Thì cái này coi nó cũng được nhưng mà nó rất là khó đọc phải không, bởi vì cái nhóm mà gọi là autoprocessor là coi như là nó chiếm nó chiếm hết cái mật độ này, nó rất là khó nhìn. Nhưng mà cái điều này nó cũng nói lên đó là một cái ý như thế này, là cái phân bố về tỷ trọng mở là có lẽ không có khác biệt gì giữa ba nhóm mà bình thường thiếu xương và loãng xương đâu. Thành ra là bây giờ là mình quay lại cái lệnh này, bây giờ mình thêm một cái option nữa, mình sẽ nói alpha là bằng alpha là cái cách mà mình nói cho nó biết rằng những cái điểm mà nó trùng hợp đó, là mình cho nó một cái màu cho nó lạc hơn. Bây giờ 0.5 thử coi ta, 0.5 ô 0.5 cũng ôi cho nó 0.1 đi. Đây thì cái đó 0.1 thì các bạn thấy rằng là cái phân bố nó là tương đối rõ ràng hơn. Ví dụ như là đường màu xanh này á, là cho autoprocess, đường màu đỏ này là normal, nó chứng tỏ rằng là đa số những người này là bình thường. Đường màu xanh lá cây này là cho nhóm mà thiếu xương, ví dụ vậy các bạn. Rồi đương nhiên là các bạn cũng có thể copy, mình sửa lại mấy cái này, tức là mình copy mấy cái nét này nè, mình copy vào đấy, để lại đấy. Cái này mình phải sửa lại là by osteoporosis group status. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ có một cái biểu đồ nó rất là đẹp phải không nào, cho cái nghiên cứu của bạn. Ok, thì đó là cái cách mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn cái chúng ta dùng cái histogram để mà mô tả cái phân bố của một biến liên tục. Bây giờ đến phần thứ hai, tôi sẽ clear cái màn ảnh này nha, và tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chúng ta vẽ cái gọi là box plot. Box plot tức là biểu đồ hợp đó, là biểu đồ hợp là một cách nó rất ư là có ích để mà mình mô tả cái phân bố của một biến liên tục nhưng mà theo nhóm. Và nó cung cấp nhiều cái chỉ số thống kê hơn. Thì trong R để mà vẽ một cái box plot thì mình dùng cái vẫn là cái ggplot, nhưng mà cái đối tượng hình học đó là nó sẽ là geom box plot. Ok, bây giờ ví dụ như thay vì tôi mô tả cái phân bố của pcfat tức là tỷ trọng mở theo ba nhóm bằng cái biểu đồ phân bố, thì bây giờ tôi mô tả bằng box plot. Thì tôi sẽ dùng cái hàm là ggplot. Data là tên là gì, là OS hay ES. Cái biến X á, tôi muốn mô tả nó là osteo group các bạn. Và cái biến mà Y mà tôi muốn mô tả nó đó là pcfat. Thôi bây giờ đó, là thay vì mình nói osteo group, bây giờ tôi BMIG đi. BMIG
BMG. Ok, vậy cho nó thay đổi màu hơn chút. Thì cái đó là cái layer đầu tiên, là chúng ta khai báo cái tên của cái data frame và cái biến số. Cái layer thứ hai á, là mình phải nói với nó mình muốn làm cái gì. Tôi muốn vẽ box plot. Thì các bạn sẽ thấy đây. Như vậy thì các bạn thấy rằng cái biểu đồ á, nó cung cấp cho chúng ta là cái gạch giữa này á, là cái số trung vị, gạch dưới này á, là bách phân vị 25%, gạch trên này bách phân vị 75%, còn này là hai cộng râu, còn cái này là cái mấy cái dot nè, mấy cái giá trị mà nhỏ nhỏ nha, có thể là outlier, thế là giá trị ngoại vi. Nó cho thấy rõ ràng là những người nào mà overweight, tức là quá cân, thừa cân và obese, tức là béo phì, thì cũng là những người có cái tỷ trọng mỡ nó cao. Nhưng mà cái biểu đồ này coi cũng được, nhưng mà nó không có đẹp đúng không ạ. Bây giờ nếu mà mình muốn tô màu á, thì bây giờ mình quay ngược lại đây, để mà mình cho một cái màu cho nó gọi là đẹp hơn chút, thì tôi sẽ dùng cái option gọi là AES. Cái AES là chúng ta sẽ sử dụng nhiều trong tương lai lắm. Là tôi sẽ nói fill á, là bằng BMIG, tức là fill mấy cái hộp này nè. Và tôi cũng muốn nói á, là để coi color, color là cũng bằng BMIG, thử coi nó cho ra sao. À thì nó cho ra cái này. Ok, vậy tôi bây giờ tôi không muốn color. Vậy tôi sẽ cho nó vậy. À vậy thì nó ok, vậy thì nó có vẻ là đẹp hơn một chút, phải không? Nhưng mà ở đây các bạn thấy rằng nó là cái legend ở đây nè, là nó trùng hợp với cái này. Thành ra mà cái legend này nó lại chiếm một cái diện tích gọi là tương đối gọi là nhiều quá. Thành ra là có lẽ là mình phải xóa bỏ nó đi, mình dẹp nó đi. Ok, vậy thì chúng ta có cách mình dẹp nó là lá chỉnh thêm mở ngoặc lá chỉnh position là bằng bằng 5. Vậy thì chúng ta coi cái biểu đồ nó coi ok hơn không nào. Nhưng mà tôi vẫn thấy cái màu đen nó hơi kỳ. Bây giờ đến đây thể thử coi mình thêm cái color nó bằng BMIG thử nó chịu không. Tức là nó vẫn là ok thôi thôi. Cái này thì chắc là mình để cho cái màu vậy cho nó dễ nhìn ha. Nhưng mà ở đây các bạn, là những cái biểu đồ này á, thì nó coi cũng được rồi, nhưng mà nó không cho chúng ta biết rằng có bao nhiêu người mà trong mỗi một cái nhóm như thế này. Tức là nó không có phản ảnh hoàn toàn cái dữ liệu. Thành ra một cái cách khác để mà mình phản ảnh dữ liệu này á, là mình thêm một cái layer nữa. Cái đó nó gọi là cheater các bạn. Thành ra là tôi sẽ là chi ổn cheater. Cheater. Đây, chưa mà cheater. Rồi cái mình mở hoặc cái mình cho nó cái aesthetics á, là mình sẽ nói rằng cái color là by BMIG. Tức là tô màu với chiếc tên nó phải by BMIG. Tôi sẽ copy cái link đó vô đây. Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đấy, thì các bạn thấy nó vẽ cho mình những cái dot nhỏ như thế này. Nhưng mà những cái dot này nó lại quá trùng hợp với này. Thành ra là bây giờ mình làm sao mình tô màu cho nó nhạt lại. Thì mình vô cái alpha này nè. Mình cho nó là 0.2 đi. À, 0.2 vậy thì được, 0.3 thì nó ok hơn. À, 0.3. Như vậy thì các bạn thấy đó, là cái số người mà thiếu cân này nó ít lắm. Tương tự như vậy, cái số người obese này cũng ít lắm, chỉ có mười mấy người thôi. Thành ra là đa số những cái mà phụ nữ trong cái nghiên cứu này á, là nằm trong cái nhóm mà có cái cân nặng bình thường. Một số người á, thì quá cân. Thành ra là cái hiệu quả của cái cheater này á, như các bạn thấy là nó cho phép chúng ta xem xét được cái số lượng đối tượng, tức là cái số lượng mà data đó, cái số lượng mà dữ liệu trong mỗi nhóm. Còn nếu mà không có nó mình không biết được là nó bao nhiêu.
Thành ra là cái biểu đồ này nó đạt được tất cả những cái tiêu chuẩn mà ông thấp thi ổng đề ra. Nhưng mà bây giờ các bạn cũng phải thêm mấy cái nhãn rồi này nè. Thành ra ví dụ như là bây giờ là tôi phải thêm cái led, tức là layer là led, x là gì? X nó gọi là body mass index. Còn cái y là gì? Y nó là percent body fat. Còn cái title, nếu mà các bạn muốn cho nó cái title là mình nói rằng là mean of PBS by obesity group. Đấy, thì bây giờ các bạn có một biểu đồ rất là đẹp ha. Biểu đồ này coi như là sẵn sàng là mình có thể đưa vào bài báo khoa học và công bố rồi đó. Ok, như vậy thì tôi đã giới thiệu cho các bạn cái loại biểu đồ nó gọi là box plot, rất là có ích phải không nào? Bây giờ tôi sẽ clear cái màn ảnh này và giới thiệu cho các bạn một cái dạng biểu đồ khác, nó gọi là bar plot. Bar plot tức là biểu đồ thanh đó các bạn. Thì cái bar plot này á là nó rất ư là có ích để cho chúng ta thể hiện cái tần số, cái phân bố của tần số của mỗi nhóm, nhưng mà nó cũng có thể được dùng để mà thể hiện cái giá trị trung bình hay là cái gì đó theo nhóm. Thì nói chung á là trong trong nghiên cứu khoa học á, người ta không có khuyến khích dùng cái biểu đồ ba để mà thể hiện giá trị trung bình đâu. Cái đó là một cách làm rất là dở. Tuy nhiên là mình có thể dùng cái biểu đồ ba để mà thể hiện cái tần số, tức là cái frequency á, cho mỗi nhóm. Ví dụ như trong cái nghiên cứu này chúng ta có bốn nhóm BMI, bốn nhóm BMI. Bây giờ là chúng ta muốn biết là có bao nhiêu người trong mỗi nhóm như thế này. Để biết bao nhiêu người trong mỗi nhóm như thế này đó các bạn, thì cái việc đầu tiên á là mình sẽ làm một cái tóm tắt dữ liệu, tức là find out, cái này tôi vẽ, tôi viết cái nốt find out how many women in x BMI group. Thì các bạn sẽ dùng một cái hàm nó gọi là trong tidyverse á, các bạn dùng tidyverse. Thì cái hàm đó là nó bây giờ ví dụ như là mình vô đầu là mình tạo ra một cái biến số mới, một cái data frame mới á, tạm gọi nó là dev gì đi. Là mình sẽ lấy từ cái OS là cái chính, và mình sẽ dùng cái Pipe mà tôi đã giới thiệu với các bạn trong cái bài giảng trước đó, cái bài giảng mà gọi là giới thiệu rất ngắn về R đó, thì các bạn sẽ biết cái Pipe này ha. Nhưng mà các bạn cứ gõ y chang như tôi vậy đi là cũng ok thôi. Thì sau đó là chúng ta sẽ nói là group, quên nữa chứ, là mình sẽ để coi mình đếm đi, mình đếm đó. Mình count, count là count cái biến gì? Count là một cái hàm trong cái tidyverse. Count là count cái biến BMIG. Ok, hiểu phải không? Thì các bạn sẽ thấy như thế nào? Thì cái data mà frame date này là bây giờ là nó sẽ có bốn nhóm. 15 người là underweight, 201 người là normal, 71 người là overweight và 13 người là obese. Thì bây giờ là chúng ta muốn vẽ hình của mấy cái biến này nè, của cái kết quả này nè. Thành ra vô đây các bạn, mình sẽ lên đây là các bạn sẽ nói rằng là chi plot data là bằng gì? Data của mình bây giờ là date. Bây giờ mình muốn vẽ từ đây nè, date này nè. Và cái biến số mà chúng ta muốn vẽ x ở đây á, x ở đây á là BMIG, còn y đây là gì? Là n. Bây giờ mình sẽ nói rằng field là bằng BMIG. Thì cái đó là mình mới khai báo cái tên của cái data frame và cái biến số thôi. Bây giờ bước thứ hai á là mình sẽ nói cho biết mình biết là mình muốn làm cái bar plot.
Đấy, chị ở trường, ôi cái này nó không có 3 plot, chỉ có 3 thôi. Hình như chỉ có 3 thì phải. Hay là chỉ có 3 plot. Để thử coi 3 thử nó có là. Nhưng mà mình sẽ nói là nó test là bằng identity. Có nghĩa là nó không có nên tính toán gì cả. Identity tức là chỉ dùng mấy số này thôi, hình như nó nói là 3 plot thì phải. Nó đề nghị mình phải có 3 plot chứ không phải là 3. Thì các bạn sẽ thấy á, ủa, tại sao nó không nói? Ok, vậy là chắc có lẽ là chỉ 3 thôi chứ không phải 3 plot. Đấy, thì các bạn thấy như thế nào? Thì cái hàm này á là nó vẽ cái tần số phân bố của mỗi nhóm cho chúng ta rất ư là đẹp đó, nhưng mà cái này nó lại chiếm cái này, lát nữa mình sẽ dẹp cái legend đó đi. Thì đó là một cái cách mà các bạn có thể làm. Nhưng mà một cái khác nữa là các bạn muốn gọi là tính cái phần trăm. Bây giờ là cái này nó vẽ theo cái số lượng đối tượng rồi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn tính phần trăm á, thì cũng dễ thôi. Là bây giờ mình quay ngược lại cái date này nè. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái biến số mới nữa, là các bạn nhớ cho là nó có một cái hàm trong 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 Tidyverse á, là nó hàm gọi là mutate, giống như là đột biến vậy đó. Các bạn mở, các bạn tạo ra một biến số mới gọi là PCT đi, hay là percent gì cũng được. Ok, mình muốn là percent. Ok, percent. Percent là gì? Là mình lấy mỗi một cái con số này mình chia cho tổng số. Thành ra mình lấy cái n rồi mình chia cho cái sum của n. Nhưng mà mình phải nhân cho nó 100. Nhân cho 100. À, nhưng mà mình phải round nó up, mình phải cho nó có hai con số mà hai con số mà thập phân thôi. Thì các bạn sẽ thấy là cái date bây giờ mình sẽ có một cái biến mới. Cái biến mới nó là percent này đây. Có thể sao cái này tại sao con số 2 đấy? Không phải. Tức là mình đóng mật ra, không phải đúng. Vẫn là phải 2 ở đây, 2 ở đây cho mình rồi. Thì bây giờ đấy, thì các bạn thấy bây giờ mình có rất là dễ thương ha. Ô, nhưng mà bây giờ hai con số thật khoảng gì quá, một con số thôi. Rồi đấy. Đây, các bạn sẽ thấy. Bây giờ mình muốn vẽ cái đó thì vẽ thôi các bạn. Mình sẽ quay ngược ra đây. Là lên đây. Thì thấy gì bây giờ mình vẽ cái n thì bây giờ mình cái biến số của mình là percent. Đấy các bạn. Thì nó sẽ cho các bạn ra là bây giờ là cái percent. Đó. Nhưng mà giả dụ như các bạn muốn đưa cái con số mà percent vô trong này luôn thì sao? Thì ở đây mình có vài cái thay đổi nhỏ, là trên đây á là các bạn sẽ nói cho nó một cái option label. Label trong cái hàm AES này, label là gì? Label là percent, tức là label con số. Thì trong trường hợp đó dưới này á là mình phải thêm một cái option khác nó gọi là chiều ẩm text, để mà mình liệt kê mấy cái con số đó. Thì chiều ẩm text ở đây các bạn có thể nói rằng đó là ví dụ như là vtext, là nếu mà các bạn chỉ vtext xong á, để các bạn sẽ thấy là nó là như thế này, là nó sẽ liệt kê mấy con số này cho mình, nhưng mà nó liệt kê theo kiểu nó không có đúng như cách mình thích, thành ra mình sửa lại là mình nói color là bằng white đi, bằng màu trắng. Rồi cái mình sẽ cho nó biết cái size là bằng 2 thôi. Tức là cái size này nó hơi lớn á, size bằng 2. Các bạn thử mấy con số đó, mình muốn cái vi chết, tức là cái vertical đó. Vertical đó là nó nằm ở giữa như này nè. Ví dụ mình cho nó 1.5 thử coi. Thì các bạn thấy là nó nằm ở dưới này, cho mình dễ nhìn. Nếu các bạn đưa cái con số này bằng 2 á thì nó sẽ nằm, tức là nó nằm thấp hơn nữa. Nhưng mà bây giờ mình muốn dẹp cái này á thì các bạn nhớ cho là mình dùng cái thêm và legend position là bằng none. Hay thì bây giờ mình coi vừa rồi rất là đẹp, nhưng vẫn chưa hài lòng đâu, các bạn còn phải có cái label này nữa. Để mình thêm cái label là thêm cái left là x là bằng gì, là body mass index group. Còn cái y này á là percent. Đấy. Thì các bạn sẽ có, các bạn cũng có thể thêm cái title cũng được. Thì đó là cái cách mà các bạn có thể thể hiện cái phần trăm
của một cái tần số rất là đơn giản không nè. Thực ra mà nói tất cả những cái này các bạn có thể làm trong một comment thôi, trong một cái comment thôi là các bạn copy cái này đó, tôi làm cho các bạn thấy. In one line là tôi sẽ có mẹ rồi cộng chi chi úp nó mới cộng mà thêm cái command khác chứ, chi chi plot à, phải không? Rồi các bạn cộng cộng hết mấy cái này và chi chi plot rồi AES rồi như mình copy hết mấy cái này AES ở đây. Ok, coi đúng chưa? AES mở ngoặc một cái à, này ok. Đấy, thì các bạn thấy không? Nguyên một cái command mình chỉ có một dòng mình cứ gõ từ từ nó sẽ ra như vậy. Nói chung là tôi rất là ấn tượng với cái Tidyverse này, nó giúp cho mình nữa là làm những cái phân tích mà phức tạp nhưng mà một cách rất là đơn giản. Bây giờ là cái này là mình vẽ theo kiểu tần số, nhưng mà ví dụ như là tôi muốn vẽ cái giá trị trung bình về PC Fed cho mỗi nhóm như thế này thì bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ tôi phải tính giá trị trung bình được mới vẽ được. Nên tôi clear cái màn ảnh này nha các bạn. Bây giờ ở đây là cái mục tiêu mình muốn làm cái gì, là mình sẽ có là mình sẽ display là min of PC Fed by BMIG, by BMI Group. Đó là mục tiêu mình là vậy nha. Là bây giờ mình phải tính cái giá trị trung bình cho mỗi nhóm. Thì nó là trong R các bạn cũng có thể là tạo ra một cái dataset mới, mình dùng cái dataset cũ, mình dùng cái tên cũ. Vì khi mình gọi cái tên mới thì cái cũ nó sẽ mất đi. Thì mình sẽ nói rằng là data mới này là mình sẽ làm việc trên là OS. Rồi mình sẽ summarize đó. Nó có một cái hàm trong Tidyverse nó gọi summarize mà tôi nói hôm trước đó. Khoan, mình phải group ra chứ. Mình phải group group by by là gì? BMIG. Và mình sẽ summarize cái gì? Summarize cái biến số nó gọi là min PC Fed, nhưng mà tôi cho nó một cái giá trị mới đi, em PC Fed cho một cái biến mới nó vậy đó các bạn. Nhưng mà mình phải round nó bằng hai cái decimal place thôi, bằng một decimal place cũng được. Ok, để thử coi úp mình phải đóng cửa thêm cái nữa là cái date của bạn đó, bây giờ nó là như vậy đây các bạn thấy không, tức là cái hàm trên này là mình tạo ra một cái data frame mới. Cái data frame này á là mình tính cái giá trị trung bình của PC Fed theo mỗi nhóm BMI. Bây giờ mình bắt đầu mình vẽ như thế này thôi. Thành ra là bây giờ tôi sẽ quay ngược lại cái hồi nãy các bạn. Thì khoan để trên này. Đây, thì bây giờ tôi thay đổi cái đỉnh này thôi, là cái X vẫn là BMIG tức là cái này. Nhưng mà cái Y này á là bây giờ nó là M PC Fed, tất cả những cái khác là mình nhận giữ. Này mà nó em là PC Fed là cái label, geom3 là state, identity, status, cái này bây giờ mình sẽ là min percent body fat. Thì các bạn sẽ có một cái biểu đồ như thế này rất là dễ thương, phải không? Rất là đẹp. Thì tương tự như vậy các bạn cũng có thể làm cái này là bằng một cái lệnh thôi. Thành ra là mình có thể lên đây nè, mình bỏ hết mấy cái này cũng được nữa. Đấy, các bạn thấy không? Nhớ, còn cái mình đó là chi plot hoạt động cái mở cái này cái copy hết mấy cái này, nhưng mà cái này là mình chỉ có một cái cái này sai chỗ nào đây? OS group by BMIG summarize PC Fed là đúng rồi.
PC Fest, triệu ông ba Identity, Tech Size. Ủa, tất cả là đúng rồi, sao sai chỗ nào ta? Cộng với cái đúng rồi. À, cái này đó là mình phải có cái pi chứ không phải là cái cộng. Cái cộng đó là chỉ trong cái chi chi plot thôi. Ok, vậy là các bạn sẽ có một biểu đồ rất là đẹp mà tất cả đều chỉ là một dòng thôi các bạn. Đó thì các bạn thấy đó là cái cách mà chúng ta vẽ cái biểu đồ thanh. Bây giờ là tôi sẽ dành khoảng chừng mười mấy 20 phút cuối để mà mô tả cho các bạn vẽ một cái biểu đồ tương quan. Biểu đồ tương quan thì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Thành ra bây giờ tôi clear cái màn ảnh này nha. Là bây giờ là mình sẽ nói rằng là scatter plot. Đấy, scatter plot. Ok. Thì scatter plot á, là nó phải có trục hoành và trục tung, và trục hoành và trục tung đều là những cái biến số liên tục, tức là continuous variable. Ví dụ như là mục tiêu của chúng ta là mình muốn vẽ là cái relationship, tức là mối liên quan giữa relationship between PC Fed and BMI. Khi tôi nói giữa tiếng Việt tiếng Anh nó lộn xộn cả, các bạn thông cảm cho không cái. Ok, tức là cái mình muốn vẽ cái mối liên quan giữa PC Fed và BMI, và tôi muốn cái BMI này á, là nó trục hoành và cái PC Fed này nó là trục tung. Thì cái cách mà chúng ta làm á là quay lại chi chi plot thuốc. Thành ra là tôi sẽ nói ok, chi chi plot data là từ OS, và mình khai báo cái biến x này á là BMI, cái biến y này là PC Fed. Đó là ok, thì cái đó mình mới khai báo thôi. Mình thêm một cái layer nữa, nó gọi là layer font. Thì cái layer font này các bạn nó sẽ cho chúng ta cái biểu đồ tán xạ scatter plot đó các bạn. Thì đây nó y chang như cái mà mình muốn, là BMI là trục hoành và PC Fed là trục tung. Cái biểu đồ này nó rất là đơn giản, nó không có nói gì lên nhiều. Quẹt nó nói lên nhiều chứ không phải không. Nó nói tức là người nào có BMI cao á, thì PC Fed cũng cao. Thì điều này nó cũng dễ hiểu thôi. Là bởi vì cái chỉ số BMI mà được sáng chế vào thế kỷ thứ 18 hay 19 gì tôi quên rồi, là để mà phản ảnh cái lượng mỡ trong cơ thể của mình. Thành ra là nó không ngạc nhiên là có mối liên quan. Cái PC Fed này mà để mà đo đó các bạn, chúng tôi phải tốn rất là nhiều tiền đó. Cái máy mà đo đó là tốn đến 250 ngàn đô rồi. Thành ra là có những cái dữ liệu này nó mắc tiền lắm. Nếu mà các bạn có sử dụng thì các bạn làm ơn làm phước là ghi nhận cái công sức của rất nhiều người bỏ ra, không phải chỉ mình tôi đâu, cả một cái nhóm nghiên cứu là đến mười mấy 20 em mà, để mà thu thập những dữ liệu này. Ok, bây giờ mình quay lại nó nói cái dễ hơi kể công. Cái biểu đồ này nó dễ hơi gọi là nhàm chán. Thành ra bây giờ mình cho nó cái màu các bạn. Thì tôi sẽ nói rằng á là cái tôi cho nó cái color ở đây là bằng blue đi, thì sẽ thấy như thế nào. Đây thì bây giờ nó có là bằng blue thấy không, đẹp ha. Nhưng mà bây giờ thường thường á, tôi muốn vẽ cái đường biểu diễn ở đây nữa. Thành ra là để mà làm vậy tôi sẽ thêm một cái layer khác, nó gọi là geom smooth. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ vẽ một cái đường biểu diễn theo những cái số liệu này. Cái đường biểu diễn này nó đã cho chúng ta thấy hình như là đây là một cái mối liên quan, nó gọi là mối liên quan theo cái phương trình bậc hai đó các bạn, tức là parabol. À đúng rồi, parabol, parabol. À, thành ra là mình có thể cho nó một cái phương trình để mà nó vẽ. Nhưng mà như là ví dụ để các bạn xem, nếu mà tôi nói rằng cái method á, là bằng LM, viết tắt cái chữ linear model tức là đường thẳng đó, thì các bạn sẽ thấy nó vẽ đường thẳng. Nhưng mà cái đó mình không muốn, bởi vì mình thấy hồi nãy nó rõ ràng là một cái đường parabol. Thành ra bây giờ mà nó mặc dù nó đường thẳng nhưng mà mình cho nó một cái công thức là formula. Mình thêm cái option là formula. Formula là gì? Là cái biến y. Biến y là PC Fed á, là hàm số của biến x cộng với x bình phương. Các bạn cho cái chữ identity này vô, viết tắt là i đó các bạn, identity vô.
thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ vẽ cái đường biểu diễn nó phù hợp với cái dữ liệu hơn. Nhưng mà tôi không khoái màu xanh này, rồi bây giờ tôi cho nó thêm cái màu nữa là color là bằng red đi. Đây thì các bạn thấy bây giờ nó vẽ cái đường đường red, cái đường màu màu đỏ, và cái khoảng tin cậy 95%, khoảng tin cậy nữa tính trên sàn nẻ rồi. Thì coi nó cũng đẹp không nè, nhưng mà nó cũng gọi là có được. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình làm vài cái trang trí đó các bạn. Thì trong R á, trong chi chiết Pro Tool á, nó cho phép chúng ta là lưu trữ những cái mà gì mà mình làm trong một cái đối tượng. Bây giờ mình tạm gọi đối tượng đó là P đi. Bây giờ tôi sẽ clear cái màn ảnh này để cho nó sạch một chút, và tôi sẽ nói rằng là đây. Nếu mà tôi gõ đây P thì các bạn sẽ thấy vậy là P á, là bây giờ nó không có thể hiện gì cả, nó không có biểu hiện gì cả, là bởi vì nó nằm trong P này nè. Nếu mà tôi gõ P á thì nó sẽ đưa ra cái này, đưa ra cái output này. Nhưng mà bây giờ tôi thêm một cái layer nè, là tôi nói P là bằng P cộng với bởi vì tôi muốn thay đổi cái giá trị này nè. À, tức là tôi muốn thay đổi nó ha. Thành ra là tôi sẽ nói rằng nó là tôi sẽ dùng cái layer nó gọi là scale. Scale scale underline cái x, cái continuous, cái tôi cho nó cái breakpoint. Break tức là những cái giá trị mà cái khoảng cách á, là tôi nói rằng sequence là from là from 10 đi, to là bằng 40, là by là bằng 5. Thì các bạn sẽ thấy á, là cái biến x, cái trục hoành của mình á, nó sẽ dao động từ 10 cho đến 40, nhưng mà khoảng cách nhau là bằng 5. Thấy không? Ủa tại sao nó không có ta? Bởi bởi vì nó vẫn còn nằm trong cái phi này các bạn. Thành ra bây giờ tôi gõ phi đây thì là nó đi từ, ủa tại sao nó không có, tại sao nó không có hiệu quả ha? Hay là ok bây giờ là tôi sẽ thử, thay vì mình đưa nó lên thì tôi thử nó bằng 10 thử nó chịu không. À bằng 10 nó chịu. À hiểu rồi. Như vậy thì bây giờ nếu mà đưa nó bằng 2 nó chịu không? Nó cũng chịu. Nhưng mà nó không có chịu bắt đầu từ, tức là nó không có display con số 10 này cho mình thôi, nhưng mà nó có đó đó các bạn. Đó đại khái là gì? Thì bây giờ các bạn cũng có thể sửa thêm nữa là mình copy cái này, mình thêm cái y axis thì scale y, mình chỉ sửa đó thôi. Ở đây là mình thấy từ 30 đến 50. Ok bây giờ tôi cho nó từ 20 đi, 20 tới 50, nhưng mà khoảng cách với nhau là bằng 5. À, đây thì các bạn đã thấy rằng cái biểu đồ nó đẹp hơn nữa nè. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thêm một cái nữa là tôi thêm cái level left là x, đây là gì, là body mass index, còn cái y đây là gì, y đây là percent body fat. Thì các bạn sẽ thấy đây là chúng ta có một cái biểu đồ nó tương đối hoàn chỉnh. Đương nhiên là các bạn cũng có thể thêm cái title và subtitle nữa chứ. Nếu các bạn muốn á, thì các bạn vô đây là title là relationship between BMI and percent body fat. Các bạn có thể thêm cái nó gọi là subtitle, vẫn là đây, a study on 300 women. Các bạn cũng có thể cho nó một cái caption, tức là cái phần ở dưới đó, phần dưới graph này, caption Vietnam osteoporosis study, tức là cái nghiên cứu này đến từ. Thì các bạn sẽ thấy không? Đây là cái caption này. Còn đây là cái
relationship between BMI and percentage body fat a study of women, đại khái vậy. Thì nói chung là một cái biểu đồ nó tương đối hoàn chỉnh. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái theme nó mà thay đổi nữa là mình dùng cái theme là Economist. Thì nó có cái background màu xanh này nó đẹp hơn nữa, là cái theo cái tạp chí mà The Economist mà nó rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn không muốn cái đó thì các bạn có thể nói rằng đó là tôi chỉ muốn cái theme là black and white, ví dụ như vậy. Thì nó sẽ cho ra các bạn cái biểu đồ như vậy để cho mình có thể nộp cho cái bài báo. Thì nói tóm lại, như các bạn thấy là cái cách mà chúng ta vẽ một cái biểu đồ trong ggplot2 plot nó hết sức là đơn giản. Có lẽ các bạn nói ủa cái này sao tôi gõ nhiều quá, nhưng các bạn chỉ gõ có một lần thôi. Rồi có thể các bạn sẽ nói nhưng mà sao tôi nhớ hết cái này, thì các bạn đâu cần nhớ. Tức là mình chỉ lưu trữ những cái lệnh này trong một cái file như là a markdown, rồi sau đó các bạn lên đó rồi dùng lại thôi. Mình chỉ thay đổi cái tên biến số thôi. Ví dụ như thế này tôi clear hết nha, nên tôi sẽ đi làm lại từ đầu cho các bạn xem. Ok, phải không? Bây giờ tôi bỏ hết mấy cái này để bắt đầu từ đầu. Bắt đầu từ từ đây, đúng rồi. Thì tất cả này các bạn thấy không? Là bây giờ là mình chỉ cộng từ từ vậy thôi. Là bây giờ mình có biến số như thế này, mình có biểu đồ như thế này, rất là đẹp ha. Nên là đương nhiên là các bạn cũng có thể sửa hết mấy cái này nữa nếu các bạn muốn, nhưng mà bây giờ thì mình cũng chưa muốn làm mấy cái đó. Nói tóm lại là ggplot2 nó là một cái công cụ hết sức là mạnh và rất ư là có ích cho việc về hiển thị dữ liệu. Và như các bạn thấy là chúng ta có thể vẽ một cái biểu đồ đẹp, một cái biểu đồ có chất lượng cao. Chất lượng cao ở đây là hiểu theo nghĩa là mình có thể nộp cái biểu đồ đó cho một cái tập san để mà công bố. Và cái cách mà chúng ta soạn cái biểu đồ vậy là nó cái ggplot2 này nó cho phép chúng ta kiểm soát cái biểu đồ, kiểm soát cái, tức là nó cho phép mình muốn xây dựng cái biểu đồ theo cái ý muốn của mình. Nó khác với mấy cái software, mấy cái phần mềm khác là mình phải theo cái software. Còn cái này là bây giờ là mình có thể làm theo cái ý của mình. Các bạn có thể thay đổi màu mè rồi này nó rất là dễ dàng. Thì như tôi hứa hồi nãy là tôi chỉ muốn tiêu ra khoảng chừng tiếng đồng hồ để mà giới thiệu cho các bạn những cái đặc điểm và feature rất là có ích trong ggplot2 mà không cần dùng đến cái PowerPoint. Thì hy vọng rằng là các bạn đã làm quen được với cái những cái mà hàm để mà vẽ những biểu đồ như là biểu đồ phân bố, biểu đồ hợp, biểu đồ thanh, biểu đồ tương quan, còn nhiều biểu đồ khác nữa các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn đã làm quen với cái công thức mà mình soạn biểu đồ như vậy thì các bạn có thể vẽ bất cứ biểu đồ nào mà các bạn thích. Thì tất cả những cái lệnh hay là những cái function này á, là tôi sẽ post ở phía dưới cái video clip đó. Video clip tức là phần comment hay gì đó. Thì các bạn sẽ chỉ cần cắt và dán nó thôi. Còn tôi thì không thích cắt và dán. Tôi thích tự tự tay mình gõ cái lệnh đó để mà mình nhớ về lâu về dài. Ok, coi như là bài giảng đến đây là kết thúc. Và tôi hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài giảng kế tiếp. Một lần nữa, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy có ích thì giới thiệu cho các đồng nghiệp và các bạn khác cùng subscribe để mà theo dõi. Các bạn subscribe là cho có lợi các bạn chứ không phải cho tôi đâu. Bởi vì là tôi không có hưởng lợi gì từ cái những cái bài giảng hay là YouTube này cả. Đây là một cái việc làm mà tôi coi như là một đóng góp cho cộng đồng. Ok. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một bài giảng sau.